Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo nghị định quy định ngoài phạt tiền, một số trường hợp vi phạm sẽ bị tịch thu xe. Theo dự thảo, tài xế xe máy bị tịch thu phương tiện nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các hành vi gồm buông cả hai tay khi đang lái xe, dùng chân lái xe, ngồi một bên hay nằm trên yên lái xe, thay người cầm lái khi xe đang chạy, quay người về phía sau để lái xe hoặc bịt mắt lái xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ, trong và ngoài đô thị, lái xe chạy bằng một bánh với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh với xe ba bánh, lái xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định.